Huỳnh Như chấn thương nhẹ sau trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển nữ U23 Ba Lan. Đội tuyển không hạng U23 của Ba Lan sẽ có một trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ của Việt Nam. Đội tuyển của đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân như sau: thủ môn số 14 Trần Thị Kim Anh, số 2 Lương Thị Thông Thương, số 4 Trần Thị Thu, số 7 Nguyễn Thị Tuyết Dung, số 9 đội trưởng Quỳnh Như. Ra anh ơi, chứ chuẩn bị đá mà, chứ gọi là đây cô 70 phút thôi, ra đi vui lắm. Nói anh chờ ra. 47, Trần Thị Thu Thảo. Đồng vui lắm, đi đứng cho phòng anh nha, thấy chưa, đồng vui chưa, có ra không? Số 1, Đào Thị Kiều Anh. Số 3, Trần Thị Hải Linh. Số 5, Nguyễn Văn Đoàn. Đâu đây nhờ, cứ vào đóng hết à? Số 8, Trần Thị Trang. Số 10, Trương Thị Kiều. Trời ơi, mọi người đứng vào đóng đây, bắt lán đứng vào, hơi đóng lên. Nhân bắt lán rơi vào. Bắt lán. Giá nhá, giá đi, chứ đã đâu 11 giờ mới bắt đầu khai mạc mà, giá đi. Yeah, Phong đây. Dài từ của lương luôn, Việt Nam mình hết. Mà làm thì ý tới như Việt Nam mình đâu. Đấy, giờ đứng trên đường lấy là toàn Việt Nam mình hết. Rồi, đồng chưa? Mày lại dư yên, ok, đã thôi nha.
Ồ, mà Việt Nam mình gôn ở góc nào? Ôi trời ơi. Hay là tay to hơi chúng ta đường có như cái bọc vả ở Việt Nam mình có tí chúng ta có rồi lên đi lên đi ôi ơi ôi ơi rồi hay quá ôi ơi ôi ơi rồi 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 bọc cái này cầm được hết pin cái nhá cái này làm chi đào mới đấy cái này gì làm chi đào mới đấy quen cái này chứ chi đào thôi quen đi này em ơi đây cả chi đào kia có món ở đây món ơi quên mang miếng gì không cần đào rồi anh Linh gửi cho anh tiền mang nhanh ngay. Hình như có đá trống này không nhỉ? Hình như số 7 nhỉ? Có mà đúng không? À đội trưởng hả? Có chứ. À có cái đến đâu ạ? Dạ. Tuy nha, để quay máy cái máy này. À Quỳnh hình như số 9 à? Số 9. Có. Bên kia đang đá đó, đang cầm bóng đó, đúng rồi, có đội trưởng kia, đúng rồi. Ôi anh vừa ngã sóng rồi. Ôi. Cẩn thận, ôi. Lên đi. Này quay máy. Từ từ mà đá em ơi. Đúng không? Đúng thằng này. Thôi. Đấy, chú hôn nó chạy đến Việt Nam dày sức hơn mà. Lên đi cháu ơi! Ôi, cô lên, Việt Nam! 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 Nổi da gà luôn. Việt Nam, Việt Nam, cố lên! Việt Nam!
Александра Дудя. Спасибо. И SVH Representation of Poland. Александра Дудя. Nơi của hiệp 1 đây, Việt Nam bao quả nào? Nó sóng đẹp luôn này. Con một thủ nữa chi đấy? Một bổ thủ thôi. Một thủ nữa thôi. Bắt lái em ạ. Rồi. Có xe thì vẫn về về. Em mở được cái gì? Điều anh. Rồi, lên em. Rồi. Chạy con bảy bữa con mà ra điện minh thôi.
Cô cho nặng đi, đạn mê thi. Ai đảo đi một chiếc thứ này chơi. Đã bị một chút này. Đã hiểu. Là tôi cho người đại có cái lúc cái nặng đình nhiều mấy nè. Đã thật đúng. Rồi em ơi cổ lên. Cầm vừa là cầm lấy chim không phải Chủ tịch Sơn.